tự đi trong cái bồng, con tự mở cửa ra đi con. Nè con tự mở nè, cho cô chú coi sức mạnh của chay chay coi. Tự mở cánh cửa này ra coi. À không 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 không, đi đường này nè, đi đường này, đi đường này, đi đây, đi đường kia, đi đường kia. Rồi mở đi, mở xuống sao, mở xuống, mở xuống á, mở xuống, mở xuống đó. Ủa ở đâu có thùng đồ đây nữa đây mà mẹ không có nghe đây. Ai Lucky đâu đây, mẹ coi coi. Ủa Lucky lên đây làm chi Lucky? Trời ơi, con lên đây con chơi Lucky vậy hả? Dạ. Con phải đi cẩn thận nghe chưa? Dạ mẹ. Ừ, trời ơi, con mang đôi dép này muốn giọng chưa? Rất kỳ, ăn ở nhà người ta không, không ở nhà mình. Ôi trời. À, Lucky ăn đồ ăn hết luôn rồi hả? Để chút cô, để chút cô kia đem đồ ăn tiếp ra cho Lucky. Bởi vậy đi nó rất kỳ, giống như là con của thiên hạ vậy đó. Đi tới đâu cũng có người nuôi á, bởi vậy. Rồi, bỏ xuống đi. Thôi bỏ xuống đi, hai mẹ con mình đi dạo, bỏ đồ xuống. Bỏ lại xuống ngay chỗ kia đây nè. Bye bye Lucky nha, ôm Lucky miếng cái. Không vô đây à? Ôm Lucky. Ờ Lucky không vô đây, trời con mặc cái quần cũng muốn giọng mà dễ sợ. Ôm Lucky, bye bye Lucky cái đi. Bye bye Lucky đi. Trời ơi, nó kỳ muốn xỉu nó luôn mà. Đi con. Rồi thôi đi. Đi. Bye bye Lucky nha. Bye bye Lucky. Have a good day. Bye. Đây nè, con đi đàng hoàng nè, không không được đi kiểu đó, con phải nhìn xuống đàng hoàng. Trời ơi, con chay này. Rồi con muốn thấy hả? Con muốn thấy cảnh biển hả? Rồi đi. Thật bye bye. Con này đợi nó lâu quá. Nắm tay. Rối ghê thiệt. Ờ kì bãi dưới á. Ừ đi. Đi xuống. Đường này bên này, dịnh bên đây nè. Dịnh bên đây, nó bên đây cao quá không được dịnh, dịnh bên đây nè. Qua đây đi, trở lên. Rồi, đi. Đi, đừng có làm màu nữa. Mặc cái quần mình phải ghét rồi chứ. Rồi thôi đi. Khoái rất kỳ dữ lắm. Rồi mặc cái quần à. Mặc quần mà nó ghét không muốn giọng không. Đi con đi 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 đi. Hết ngày hết giờ, mẹ hết giờ rồi nè. Ba về cái là mẹ phải đi liền đó. Rồi Lucky cắn con, nó ai mượn con chọc Lucky chi. Lại lên mẹ còn có nửa tiếng đồng hồ thôi nha, để mẹ quay video clip cho cô chú coi nha. Rồi mày còn phải edit đó. Để chiều nay kịp up lên cho cô chú đó. Chứ giờ mẹ ba về là mẹ bận, mẹ con đi công việc tới chiều á nha. Rồi mẹ về mẹ còn phải chuẩn bị đồ ăn cho ba cho con ăn nữa đó. Mẹ có rảnh rỗi không chay? Ừ đi xuống. Vừa đi vừa tụt quần đó hả? Cái đó là cái bình xịt mà đỏ tao cho. Đó, trúc lúc kỳ đi ra luôn kìa. Đi con, đi ra nay dạo phố. Hôm nay là ngày đẹp trời rồi. Hái là kia. Làm sao? Nó làm cái gì á? Ngày đẹp trời vậy mà cũng lạnh nữa, mà tại vì là gió. Nếu mà không có gió là ấm. Mà ở mệt ghê á. Hết mưa rồi tới gió. Ăn rồi không biết cái thời nào có được mấy ngày ấm áp cho nó khỏe con người ghê. Mệt mỏi. Bởi vì ha, cô chú thấy không? Mua mấy cái đầm cũng không, mà không chắc không chắc năm nay không được mặc đầm quá chị ơi. Mẹ bác đi nằm. Năm nay là chay không được mặc đầm rồi. Bởi vì vậy cố gắng nha chay. Cố gắng để mẹ dành dụm được tiền cái mình mua nhà, cái mình chuyển qua băng ấm mình ở nghe chay. Chứ mẹ mệt mấy cái băng lạnh này quá rồi đó. Trời ơi, ai cắt mấy bụi này cũng cắt giống như cắt hình trái tim vậy trời. Hả?
Đi tướng y giang hồ thì cô chú nói đi tướng y cho mẹ nó là đúng luôn á. Y vậy đó, không khác chút nào đó. Chay này là copy chắc là cỡ khoảng 75% là mẹ rồi đó, hoặc là 85%. Chị đâu? Đi qua nhà kiếm chị hả? Mẹ không biết chị có nhà không? Ủa, kìa, có mẹ chị. Hỏi coi cô ơi, chị đâu? Qua nhà người ta không thấy con, người ta nó thấy có chai bành cái nó lấy cái nó đi luôn. Ôi trời, dữ người ta. Dạ chị chắc còn nằm ở trong nhà coi phim, coi ảnh rồi á chị ơi. Trời ơi, mấy cái bông này sao sớm nở và tối tàn. Sớm nở tối tàn hả? Hồi đó không, cách đây mấy bữa thấy đẹp ghê, giờ sao tự nhiên tả tơi vậy? Bởi vậy cuộc đời người phụ nữ giống như một cái bông hoa vậy đó. Khùng. Mẹ cháy ít có khùng lắm, đi quay video đi con cái mà đi lại cuộc đời người phụ nữ giống như cái bông hoa. Lucky đâu, Lucky đi kiếm cái chỗ nào ấm áp Lucky nào rồi. Gió quá trời gió luôn á, mà nếu mà bây giờ mà không gắn cái micro vô á thì bị nghe tiếng gió, mà còn gắn micro vô thì cô chú chỉ nghe mẹ chạy nói thôi chứ không có nghe chạy nói được gì. Khổ ghê. Con chó con. Đúng rồi, con chó sủa húp húp. Ủa Lucky đâu mất tiêu rồi, Lucky không có còn nằm đây nữa hả? Thấy chưa, hồi nãy không chịu đứng đây chơi với Lucky, tự nhiên đi lại nhà chị kia làm chi, giờ Lucky mình bị mất dấu Lucky rồi, thấy chưa? Cái đó là lỗi của ai? Lỗi của ai? Lỗi của Lucky à? Cái đó là lỗi của con. Con không chịu bám theo dấu vết, tự nhiên cái con bỏ người ta. Con bỏ người ta đi, giờ người ta đi luôn là đúng rồi. Mau mốt có là phải biết giữ nghe không? Có không giữ mất đừng tìm. Nghe chưa chạy? À muốn cái khác hả? Ê nó nghe đâu phải, đâu được bậy. Đi lại lụm cái bánh trả cho cô đàng hoàng. Lẹ lên. Ừ, banh dơ rồi. Con phải đem trái banh con lại con trả cho chị đàng hoàng, rồi con muốn lấy trái khác thì con lấy chứ. Nghe này, cái quần tuột hay gì cứ nắm kéo quần mới vậy. Coi cái tướng ba đi kìa. Thôi chơi giờ tìm thấy chị rồi kìa, chị kìa, chơi chị đi. Chơi chị đi. Kìa, bái làm gì kìa, chơi kìa, bái gì kìa. Chơi. Chị đi, look who. Chạy đi. Where's daddy? Daddy's home. Chơi giờ về với ba hay là chơi chị? À chơi chị. Vậy hả? Về với ba chơi chị, nó chơi với chị. Ơ trời trời. Ba thì ở nhà hàng ngày hết chơi hả? Bị tụt quần lòi đít rồi. Lòi đít rồi cũng biết kéo cái đít lên rồi này kia nọ. Cũng hay. Ừ. Kéo đít lên rồi cũng hay. Wow. Where's your step sister? She's not here. She's at her house. Okay. We're leaving to her house today. Oh, okay. My hair is a mess, but I don't really care. Her house? My hair's a mess. Oh, your hair? Oh. Gió mà mạnh quá cũng làm lạnh lắm. Mặc quần hơi ghét thì chứ tấm gọn vô. Trời ơi gió gì mà gió. Oh my god, Jady, lấy mày coi. Con bị té hả? Ước nguyên vô đưa tay coi, let me see your hands. Oh.
chị đi. Ô ô, chết rồi, té rồi, dơ đồ rồi. Thôi kệ nó luôn, bánh nóc luôn con. Bánh nóc luôn đi con. Thôi đừng đụng mẹ. Kệ nó con, để nó dơ luôn đi, kệ nó đi. It's okay, go get the ball. It's okay, don't worry. Yeah, my pants are like that too. Tại sao dơ hả? Bây giờ hết hết muốn chơi hả? Không nghỉ chơi hả? Yeah, chơi đây nè. Yeah. Hey, dơ hay, dơ hay rồi. Kéo quần lên coi. Does it feel weird? Cái gì? Bây giờ làm sao? Con muốn mẹ làm sao? What do you want me to do? Here, rub it à, sắn cái quần lên đó hả? Kéo quần này nè. Thôi giờ cởi quần ra luôn đi, chơi đi đi. I'll probably hope if she goes like this, because I did that and then washed off a little bit. À, chơi kìa, ba kêu kìa. Ba kêu kìa. Daddy's calling. Go get daddy. Okay, go, let's go. Ba kêu kìa. Đừng có chơi ngoài đó dơ. Con nói ba sao? Con nói ba con sao? Ba ơi, ước quyền. Ba ơi, ước quyền. Ba ơi. Daddy, ờ. Nó kêu, nói ba ơi, nhìn đi. Go. What happened? Rồi. Ê, 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 ê. Đây nè, mang dép vô, mang dép vô. À, à, nó đang diễn tả cho ba đó là nó chạy, 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 chạy. Xong rồi cái nó bị té. Bị té. Bị té xong bị ít ít quần. Trời ơi, ít quần. Yeah. Đi chay, đi đâu cho ba coi nè, đi ra cho ba coi. Con nói ba làm sao, con nói ba con bị làm sao. Từ từ. Chị đi, mẹ nói làm sao không được chạy. Đúng rồi, chết rồi, mẹ mang đôi dép này mà bây giờ mẹ đi dưới nước là nó bị hư đôi dép mẹ luôn á. Thôi mẹ sẽ để dép này ở ngoài. Nè, mẹ sẽ để đôi dép này trên thảm cỏ. Để đây nè. Rồi, ok. Rồi, giờ con đi đi. Đi đi con, không có bị, không ướt đâu. Đi đi, đi đi. Wow, it's cold. Đi. Để lên, bước xuống. Lạnh đi, 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 đi. Quá, 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 quá. Quá, con này là hết lạnh rồi. Nắm tay mẹ. Đúng rồi. Coi chừng nha, đi từ từ, đi từ từ. Đi từ từ. It's cold, đúng rồi, it's cold. Rồi. Nó kêu ba, nó chỉ á, nó nhìn ba nó kêu ba ơi. Để lên quay cho rõ 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 chút. Nó kêu kêu ba coi, chỉ ba coi. Daddy, look what happened. Oh. Ask her what happened. What happened? What? What happened? Nó ba toe sao? It hurts my toes. It's, you hurt your toes? You hurt your toes. You run outside? Nó nói là con làm. Where's mud at? Why are your kneecaps black? You want some pizza? No. Rồi, lên ngồi với ba đi. Ngồi với ba ăn pizza đi. All the way up. Pizza. Pineapple. Pineapple, đúng pineapple rồi. Pineapple pizza. What's that? What's that? Cái gì đâu? That's a little thing that they put on there. Oh, you're so dirty. Ăn đi con. Ăn đi con, ăn pineapple đi con, ăn pizza đi con. Ngon. Ngon không? I want my toes.
Stay with the toes. Yeah, toes. That's mommy. Mommy got toes too. Thằng con. I like them. Nè, mẹ cho con mo pineapple nè. Yeah. Cho pineapple nào. That's a pineapple. What do you want? This? Eat your pineapples. Con kể cho ba coi nãy con chơi con đi chơi với chị vui không? Nãy chơi chị té hả? À, chị té hả? Hello, JD. Hi. You miss mommy? Con nhớ mẹ không? Trời ơi, không có nhớ mẹ chút nào luôn. Mày đi từ hồi nãy giờ mà không có nhớ mẹ chút nào luôn hả? That's sad. Hả? Hả? Con thương mẹ hả? Ơ, mẹ mến đây. Ô, trời ơi, thương mẹ hả? Mẹ đi, con nhớ mẹ không? Thương mẹ. Rồi, đi lại nhà chị á hả? Cái con ghê ghê đó. Quá trời luôn, cả ngàn con luôn, thấy không? Hả? Đi ra. À, con kêu ghê ghê đi ra hả? Đó, con thấy không? Cả ngàn con ghê ghê luôn á trời. Ba. Thôi. Con la vậy nó đâu có đi được đâu. Đi. Không được, không có được la vậy. Thấy chưa, chú nó nhìn con kìa. Chú nó mở cửa ra nhìn kêu con chay kìa. Coi sao con chay ồn ào dữ vậy kìa. Hello. Hello, sao. Hello. Thôi con đừng có vô nhà của chị lấy đồ của chị nữa. Muốn nào? Đồ của người ta mượn vô lấy hoài chứ. Lấy bò. Chị đi qua nhà chị kia chơi rồi. Cái đó là miễn chai đó, đừng có hỏi. Đi con. Đi con. Thôi đi, lại lên đi. Mà từ sáng giờ mẹ đi con ở nhà con làm gì con kể mày nghe coi. À, con ở nhà con ra outside con chơi hả? Con ra ngoài đường chơi hả? Rồi con có ngủ trưa không? Hả? À, con muốn cái khác hả? Rồi con có ngủ trưa không? Rồi ba có cho con ăn không? À, con bị té đâu? À, con bị té bị dơ rồi. À, cái đó mẹ biết, cái đó hồi sáng này mẹ biết mà. Rồi con còn cái gì nữa? Con có bị mũi cắn không? Ok vậy hả? Đó, ghê nó mất tiêu hết trơn rồi, thấy chưa? Ừ, con la con sợ quá, nó đi hết trơn rồi. Hả rồi? Chay ơi, thì có ngày nay trời đẹp nhưng mà ở ngoài rất là lạnh chay ơi. Con phải mặc đồ ấm hơn đồ như vậy nữa, phải mặc thêm một cái áo nữa. Không, một cái đó bubble đó đừng có phá cái đó của người ta. Nó nghe nè, rồi để ngày mai mẹ mua cho con nha. Ok, bỏ xuống đi con. Giỏi. Chay được cái nghe lời, nói cái lời. Nói một thôi, đang chơi iPad nó ha, con nghệ đó đi chút nữa con chơi sao nha, là bỏ xuống liền ngay lập tức. Mà con cầm trái banh nó làm chi vậy, con đâu có chơi được đâu. Cái đó là cục đá con. Đâu ăn cục đá được. Ăn cục đá là gãy răng đó, mà gãy răng là sao? Gãy răng là không. Gãy răng đúng rồi, gãy răng là không còn cái răng nào á. Ừ, cắn nè. Cắn hết rồi, đúng rồi. Hả? Ừ, xe đạp á, nhà mình có mà. Cái đó là cái phao để tắm biển đó con. Ừ, chừng nào mà trời ấm cái mẹ tắm cho chay nha. Ok. Dạ mẹ. Tắm với ba quy. À, tắm với ba quy, tắm với sình hả? À, đúng rồi. Nó nhớ, tắm trong cái hồ, cái phao với lại ba ly với sình đó. Nên giờ nó nói tắm với ba quy, tắm với sình đó. Thôi lạnh quá chay ơi, thì về chay ơi. Đi con. Con thải đó nữa là con té, con dơ chân con nữa đó, nhớ không? Rồi.
Linh siêu xe về. Mày về mày nằm chút đi chơi chơi mộng mộng mày mỏi lưng quá. Đi chơi. Rồi khoan mà mày về mày phải làm video cho cô chú nữa. Chơi, đi con. Ủa tự nhiên lên trên ngồi gì? Thế nào trái banh nó cũng rớt xuống nước xuống biển à tên ông. Trời ơi nước gì mà dạo này nước gì mà cao dữ vậy trời. Trời ơi cái mực nước gì mà thường thường là mình đứng ngay chỗ đó luôn, bây giờ mực nước qua chỗ đó luôn gì cao dữ vậy. Nước lạnh đúng rồi. Hồi trưa giờ con ngồi ngoài hồ con lấy súng bắn nước à. Ba bắn bùm chiếu à. À rồi sao có chuyện gì nữa không con kể cho mẹ nghe coi. Còn chuyện gì nữa lúc mà mẹ không có nhà còn chuyện gì xảy ra nữa. Té nữa đó, té dơ quần nữa đó. Đi về chơi. Đi về mẹ cho con ăn nha, ăn pizza không? Ăn pizza nữa không? Thôi mẹ đi à, bye bye chơi. Không, đem trái banh vô trả cho chị đàng hoàng. Đi mẹ dẫn con vô. Đem trái banh vô cất cho trả cho chị, để lên đi con. Ok. Ok, giỏi. Đem trái banh vô nghe, bỏ đúng cái chỗ mà mình mượn nghe chưa? Nếu không á là từ giờ về sau chị sẽ không cho con mượn banh nữa đâu. Con phải ngoan nghe chưa? Ok, giỏi. Trả banh đúng nơi thì người ta mới móc người ta mới cho mượn nữa. Chứ mình mà ai chơi vậy? Giang hồ mình đâu có chơi vậy, mình giang hồ mình chơi phải chơi đúng nghĩa giang hồ phải không? Ôi trời. Đúng rồi, giỏi quá, cất vô cho mẹ. Vỗ tay, cô chú vỗ tay, cháy cháy. Coi chừng con đạp có đôi giày là con té kìa. Đi con, đi mày nắm tay đi về. Mẹ, chị. Đôi giày đó của chị đó. Đôi giày của anh. Đôi giày của anh, đúng rồi. Em không giày của chị nữa. Không giày của chị nữa, giày của anh. Giày của chay. Giày của chay hả? Đây này. Chơi đi con, đi chơi. Đi. Cái thương. Ba này nha. Ba đâu? Ba này. Đâu phải ba. Chú hàng xóm ở ba trong nhà rồi. Rồi, lái xe về lại lên. Đi ngoài đường chứ đừng đi trong cỏ, đi trong cỏ sao đi. Ngày mai sẽ ấm hơn bữa nay nha chay. Hết mưa rồi, đúng rồi, hết mưa rồi. Đi con, rồi ngày mai mẹ cho đi chơi tiếp. Chơi từ nhà từ sáng giờ rồi. Đi, để lên. Come. Hurry up. Hả? À, mẹ cầm xe con hả? Con cảm ơn mẹ chưa? Con biết cái Mickey Mouse. Ừ. Bây giờ hơi chay cay. Sao? Con Mickey Mouse hơi cay. Ừ, Mickey Mouse, ok. Vô đi con, vô nhà đi. Mở cửa ra. Ủa, ai khóa cửa? Ba khóa rồi. Nói ba ơi. Ba. Mày đặt khóa cửa nữa. Cởi giày ra, đi vô lại đây, cởi giày ra. Trời ơi, con cởi giày kiểu mới kìa. She's so smart. She knows how to do everything herself. Rồi, đem giày lại, bỏ giày tới cái chỗ của giày coi. Giày ơi. Rồi, giày để chỗ nào. Thôi, thôi, đừng có xịt cái đó. Cái đó là xịt con ghê ghê đó. À con đó con Lucky á. Lucky mèo mèo. Ờ Lucky mèo mèo đúng rồi. Bây giờ con ăn breadstick không? Ok. Ok, go wash your hand. Ok. Ok. Dạ mẹ chứ không ok. Không, à con tự đi hả? Ừ con tự đi, mẹ chỉ muốn quay cho cô chú thôi chứ mẹ đâu có giúp con rửa tay đâu. Rồi vô rửa tay đi. Có kẹo. Kẹo đâu? À kẹo á. Ừ. Con ngồi xuống, con ngồi xuống. Pizza. Ngồi xuống ăn đàng hoàng chơi. Pizza. Yeah. It's warm. Mm.
Nó ăn cái bánh pizza ăn từ chiều giờ đó, từ trưa giờ đó. Ăn trưa thành ăn tối luôn đó. Cho con ăn cả có được không? Chay ngồi đàng hoàng. Ừ. Thu hạ. Ngồi dậy đàng hoàng, ngồi dậy đàng hoàng. Sit up. Sit up, darling. Ngồi dậy ăn con. Ok. Bỏ chân vô. Ưng ngồi chịu đó chứ. Để bác làm. Ờ bác làm á. Bác làm cái. You want napkin, Jady? Do you want some water, Jady? Ừ. Rồi bỏ cái đúng rồi. Ngon quá trời ơi, ăn breadstick đã rồi ta. Trời ơi dở luôn. Ngon con. Đúng rồi, con bỏ lên cái tờ giấy napkin đúng rồi. Con gì á? Con gì á? Cái đó là cái hình vẽ người ta vẽ. This is a marinara sauce. You don't like it? Baby, when are you gonna return the... Whenever. I don't have to worry about it, you know, because of the corona. What? Like a month to return it. But it's just get it out of the house. Mm-hmm. It's so close. Yeah. The post office is right. It's just heavy. I don't have a dolly. I have to get one from the center. You and me gonna go and do it. Hmm. Bring it to the car and just leave it out to the car and whenever. Ngon con. Dạ thưa mẹ. Hết dĩ rồi. Hả? Hết dĩ rồi. Hết gì? Hết dĩ rồi. À con ăn hết dĩa luôn hả? Hân ăn hết dĩa luôn hả? Hết dĩa rồi, hết dĩa rồi. Ừ. Hết dĩa rồi. Hết gì? Hết dĩa rồi. Hết dĩa rồi hả? Không, hết dĩa rồi. Con nói mẹ không hiểu nói chi luôn chứ. Hết dĩa rồi. Are you done eating, Jay? Hết dĩa rồi. Tính mẹ hết pin rồi nè. Tại sao ở nhà máy tính mẹ hết pin mà không sạc kêu giùm cho mẹ hả? Thôi cái tay dơ đừng có đụng vô giùm cái. Cheese. Bless you, mommy. Cheese. Đúng rồi. Bố. Ăn con này nó ăn y như ba nó luôn rồi. Đỡ bé ơi. Không sai một nét, một nét một hình ảnh nào. That's yours. Eat it, eat it. Ông bố. Mẹ ăn mẹ ăn bố bố. Cái gì con? Mẹ ơi mẹ. Dạ mẹ nghe. Mẹ bự, mẹ bự, trắng. Trắng nè. Trắng nè. Trắng nghe nè, đi ra, xách ra, xách ra. Đừng có đụng vô máy tính của mẹ nha chứ. Mẹ, đã, nó nói nó đừng có đụng, nó lấy cái tay nó đụng liền à. Chi rứa hà. Chi rứa chay hà. Pineapple. It's okay, rest. When are you going? You working tomorrow too? I like this. Yes, no? I want TV. Bạn coi TV. Ông xem. Đang điện máy xem. Máy TV. Đúng rồi, điện máy xanh wa đúng rồi. Bạn muốn mua tủ lạnh. Ra nữa. À con muốn coi điện máy xanh wa hả? Điện máy xanh. Nó ưng nhẹ. Dạ. Chị đâu? Chị đâu hả? Chị đi chơi được không? Chị chơi chơi. Nhìn mẹ nè, nhìn thẳng mẹ nè. Chị đi chơi rồi. Đi chơi rồi. Ừ.
That oven reheats it pretty good. No, 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 thank you. Okay. No, no, mẹ không ăn con, mẹ không ăn. Mẹ không ăn. Chút nữa mẹ nấu mì mẹ ăn. Nó mẹ ăn mì chứ mẹ không ăn đó đâu. Uống nước hả con? Giỏi, tự mở nước uống, đúng rồi. What day is today baby, the 20th? Maybe. It's possible. Rộng quá. Baby, New York time is our time, right? Yeah. It's cold. Rồi thôi chơi, bye bye cô chú đi chơi ơi. Bye bye cô chú cho ăn nè. Ừ, bye bye cô chú cho ăn nè nha. Chúc cô chú một ngày thật là vui vẻ và hẹn gặp lại cô chú vào ngày mai nha. Bye bye. Bye bye cô chú đi. Say bye to the camera. Bye bye.